Xin chào quý anh chị nha. Một cái thông tin rất là nóng hổi, đó là một cái thông tin mà vợ chồng Linh Tý Bạch Trâm đã truy tìm của cái thằng hề Lê Tín hải ngoại bẩn bựa dưa giấy mặt khỉ về Việt Nam, nhưng mà rút ở trong một cái ổ chuột nơi nào đó mà không ai biết đâu anh chị, và chỉ dám xuất hiện trên cái không gian mạng để rồi ngồi đó rồi vu khống chửi bới theo cái đơn đặt hàng của vợ chồng Luân Lê. Một thằng hề rất là bẩn anh chị, và hiện tại bây giờ thì nó không còn ai mà kêu đi diễn, cho nên nghề nghiệp thì không ổn định, cho nên không có tiền thu nhập đâu anh chị. Một đồng cũng có nữa, cho nên bây giờ phải trồi đầu về Việt Nam để mà chửi theo đơn đặt hàng để kiếm ăn qua ngày. Vì vậy mà vợ chồng Linh Tý Bích Trâm đã đi tìm, nhưng hiện tại không thấy cái thằng hề Linh Tý Bích Trâm. Bây giờ thì anh chị hãy xem cái quá trình mà Bích Trâm đi tìm cái thằng hề đó như thế nào. Và mọi thông tin anh chị ơi, nếu anh chị em nào thấy cái thằng hề Lê Tín này ở địa điểm ở đâu, cà phê quán nhậu nào đó, thì hãy báo ngay, liên hệ ngay cho vợ chồng Linh Tý Bích Trâm. Ở vấn đề ở đây không những là xúc phạm đến vợ chồng Linh Tý Bích Trâm mà xúc phạm luôn cả cha mẹ của Linh Tý, kể cả gia đình của một nghệ sĩ, đó là Tấn Bèo. Thì em nghĩ rằng khi nói tới một thằng hề Lê Tín mà anh chị nghe tới là anh chị cảm thấy chỉ có lắc đầu thôi. Mang tiếng là sống ở một đất nước văn minh, nhưng trồi đầu về Việt Nam để nhận những đơn hàng chửi thuê, chửi mướn để mà kiếm tiền sống qua ngày anh chị. Và bây giờ thì anh chị hãy xem thử tình tiết, chi tiết của Bích Trâm đi tìm thằng Lê Tín anh chị nhé. Ok, mời anh chị. Nghe tiếng à? Dạ, chào cô. Cô kêu sao con học? Dạ, cho con hỏi nhà này phải của chị Diệp không cô? Dạ, cô cho con gặp chị Diệp, con nói chuyện chút xíu. Có mình cô hả? Vậy cho con xin phép con vô nhà con nói chuyện chút xíu nha. Dạ. Dạ. Cô là những cái gì của chị Diệp? Tôi hả? Dạ. Là hồi làm bạn của mẹ. À. Là chị Diệp là em của anh nghệ sĩ hài Lê Tín phải không cô? Dạ. Thì nói chung là tụi con tới đây á, phải biết là anh Tính đã về Việt Nam á cô. Dạ, tụi con cũng gặp anh Tính để mà có chút xíu chuyện á để giải quyết. Dạ, không biết là gia đình có liên lạc được với anh Tính không cô? Không. Dạ. Dạ. Vậy chị Diệp đi làm chừng nào về cô ha? Không biết rồi. Dạ. Đi làm thì mới về. Dạ. Vậy để chắc con có số con gọi cho chị Diệp như thế hỏi tôi chỉ cho mình về đi. Nhưng mà lâu rồi gia đình mình có liên lạc với anh nghệ sĩ hài Lê Tín không cô? Không. Dạ. Cô làm gì hả cô? Cô làm gì hả cô? Bạn của mẹ. À, bạn của mẹ. Không. Dạ, cho hỏi phải số điện thoại của chị Diệp không ạ? Dạ, chị ơi, chị là em gái của anh nghệ sĩ hài hải ngoại Lê Tín phải không chị? Dạ, em tới nhà của chị nè, mà có cái cô này đang ở nhà. Cô nói là chị đi làm chưa có về. Dạ, em cũng tự giới thiệu với chị luôn. Dạ, em là nghệ sĩ Bích Trâm đó chị. Dạ. Dạ, em cũng muốn gặp chị để mà em trao đổi chút xíu á. Em không biết là gia đình mình là lâu nay có liên lạc với anh Lê Tín không chị? Chị đi làm mình
có gì không mà chiều chị gọi lại cho chăm. Dạ chị, mà gia đình mình có thông tin liên lạc gì với anh Lê Tính không chị? Tại tụi em, vợ chồng em rất là muốn cần gặp anh Lê Tính luôn á. À, để có gì chị có liên lạc thì chị gọi cho để chị về, chị đang làm có gì chút chị gọi lại cho em. Dạ chị ơi, khoảng bao lâu chị về nhà ha, để em biết em có thể quay lại em gặp chị em hỏi chuyện chút xíu. Chiều đi chăm chị về chị gọi cho. Dạ chị, để em cảm ơn chị. Dạ. Dạ rồi, vậy có gì là chiều chị về chị hẹn lại con. Cảm ơn cô. Mà chị về là em được đúng không? Trời ơi, tụi em vợ chồng tụi em đâu có làm gì đâu. Mà ổng lên mạng á, tụi chữ tụi em quá trời luôn. Trời ơi, bây giờ mình cũng không làm gì hết. Mình chỉ lại để mình nói chuyện thôi. Nói ví dụ như những gì mà anh chửi tụi tôi như vậy là sự thật là đúng hay sai. Nếu như anh có những cái bằng chứng, ví dụ như là chửi em là một con điếc, một con đỉ, một con nằm ngửa sinh dai, chửi những cái từ rất là nặng, nên là buộc em phải, nói chung là cái địa chỉ nhà của chị Diệp này á, là em cũng nhờ bạn bè chia sẻ mà mới tìm được tới đây. À, chứ không phải là mình muốn đi kiếm chuyện. Em, mấy chị biết rồi, em đâu có đi kiếm chuyện với ai bao giờ đâu. Mà chửi em quá nặng, rồi thậm chí chửi ba mẹ em tí luôn. Chửi mẹ anh tí là cặp với tấn beo rồi làm bậy làm bạn mà hỏi chị chửi vậy. Nếu mà tự nhiên chửi mình vậy chị chịu nổi không? Nên là em chỉ muốn tới em tìm để mà em hỏi coi những lời anh chửi tôi có sự thật thì anh đưa ra, còn nếu không là anh phải xin lỗi tôi đàng hoàng. Nên bây giờ về chị Diệp với hẹn em kìa một cái việc quay. Dạ cảm ơn mấy chị nhiều nha. Dạ cảm ơn mấy chị, em về nha. Dạ đúng đúng chị đó. Dạ thì cái đó là không ai biết gì hết, tự trên mạng ông ca hét tung tùm vậy đó, rồi mình mới bị ức chế quá, mình phải đi tìm. Chứ bây giờ mình không có là bị người ta chửi hoài, mình đâu có chịu được, mình phải đi tìm cái hiểu coi cái nguyên nhân tại sao lại như vậy. Mà phải chi mình chửi ổng trước một cái gì đó thì ổng nói này tự nhiên ổng lâu ơi mình ra ổng chửi quá thì chửi, mà ổng còn thất em với chị. Ông nói là ví dụ như tao ở Mỹ nè, tụi bay muốn kiện tao, tụi bay phải kêu ba tụi bay đi về bỏ kiện người này nọ, rồi thách gặp ở ngoài công an này nọ thì ok. Nếu như đã thách thì chăm sẽ tìm tới tận nhà rồi chăm mời lên mà đến làm gì đó. Chứ mình không phải là kiểu con nít chửi qua chửi lại rồi thôi đó, nên em gấp rút lắm, hôm nay em mới tìm tới nơi. Dạ rồi thôi, em cảm ơn, có gì chiều em quay lại. Cảm ơn cái chị. Trời rất là mưa to nhưng mà là chị Bích Trâm vẫn qua bên đây cả nhà để tìm anh Hề. Rồi bây giờ về rồi, là do người nhà của anh Hề không có thông báo và cũng như là không có nói biết là anh ở đâu và cho biết thông tin cả nhà, nên cần phải về ở của đứa chị. Để hỏi chuyện thôi à, chứ không có chuyện gì. Dạ. Lý do là tại sao mà chửi vợ chồng đó rồi chửi chú Tâm đó, rồi hỏi ông có chứng gì không? Hay là cái gì chứ? Đây là bảy mươi sáu, em là chủ tịch xã, chú Tâm biệt. Có đi đua hả? Cũng nhiều lắm, còn bữa nay em đi có đi mà thôi. Ok chị, cảm ơn chị nha. Đó cô chú anh chị, trời mưa to gió lớn ha, nhưng mà cũng phải kiếm cho bằng được, nhưng mà kiếm không được cả nhà. Người ta giấu thông tin, giấu địa chỉ và giấu anh ấy ở đâu, nhiều khi biết đâu anh ở trên lầu. Anh ở trên lầu nhưng mà không xuống nha chú anh chị, có thể là như vậy. Thì tìm tới để nói chuyện thôi chứ đâu có gì đâu. Nói chuyện thôi à chứ đâu có gì đâu ạ. À. Rất là bình thường.
Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ha. Có thông tin gì thì em sẽ gửi và cập nhật cho cô chú anh chị mình sau nha.